Làm ơn tha cho nó còn quá nhỏ. Hôm nay là ngày đặc biệt, Linh cậu mẹ chính thức dẫn con về ra mắt cả đàn. Đứa nhỏ ngây thơ gặp gỡ những bà dì xa lạ, nó không hề hay biết rằng đây là một nghi lễ vô cùng nghiêm túc. Mạng sống của nó đều phụ thuộc hết vào thái độ của mẹ nó. Nếu Linh cậu mẹ không biết cách kiềm chế, Linh cậu mẹ không khôn khéo, đứa con của nó có thể bị chính con Linh cậu cái đầu đàn làm hại. Hả? Bởi con của nó thuộc giống cái, mà Linh cậu thì toàn những con cái cầm quyền. Chúng sợ Linh cậu non thuộc giống cái sau khi lớn lên có cơ hội lớn cạnh tranh địa vị với chúng, nên nghi lễ diễn ra rất căng thẳng. Việc phân cấp bậc, địa vị cao thấp trong đàn Linh cậu vô cùng nghiêm ngặt. Từng con Linh cậu cái luôn có sự cạnh tranh gay gắt. Do đó, bà mẹ này đang gặp rắc rối lớn, nó cố hết sức để bảo vệ cô con gái bé nhỏ của mình. Nếu đứa con của nó thuộc giống đực, thì việc kết nạp vào đàn diễn ra rất thuận lợi. Với cô bé, không chỉ con đầu đàn, mà ngay cả các thành viên khác cũng có thể ra tay đoạt mạng nó. Theo các nhà khoa học, Linh cẩu non thuộc giống cái bị sát hại lên đến 40%. Linh cẩu biết rất rõ rủi ro này, nó sẽ bảo vệ, chở che cho đứa nhỏ mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần chờ con đầu đàn chấp thuận thì hai mẹ con nó mới chính thức an toàn. Sau nhiều giờ thực hiện nghi lễ khó nhọc, đối phó khôn ngoan của Linh cẩu mẹ, cuối cùng hai mẹ con Linh cẩu được chấp thuận vào đàn sinh sống. Wow. Trong một đàn Linh cẩu, mỗi thành viên đều nắm giữ vai trò nhất định. Với chúng, kiếm ăn không phải là thứ quan trọng duy nhất. Thêm một nhiệm vụ song song nữa, đó là đối phó với sư tử. Bởi sư tử là loài vật duy nhất đủ sức mạnh khống chế chúng trên các đồng cỏ rộng lớn. Sự tung hành của sư tử càng quét nhiều địa bàn săn rộng lớn, con mồi của sư tử lúc nào cũng tươi ngon và rất nhiều thịt. Cho nên, Linh cẩu luôn tìm cách bố trí đội hình đi săn chặt chẽ nhất. Nói trắng ra là đội hình cướp mồi của chính sư tử. Từ đó, trách nhiệm của những con Linh cẩu tiên phong lúc nào cũng nặng nề. Chúng có thể đánh bay sư tử để chiếm hữu con mồi, nhưng chúng cũng có thể là kẻ phải bỏ mạng trước tiên dưới sự truy sát của sư tử. Nếu Linh cẩu gặp nạn có cơ hội sống sót, thì chúng cũng là phế binh.